Tuổi trẻ và những ngã ba đường chênh vênh. Tuổi trẻ, ai mà chẳng một lần đứng trước ngã ba đường chênh vênh và buộc phải đưa ra sự lựa chọn đường đi cho chính mình. Đó có thể là con đường trải đầy hoa hồng và cũng có thể là con đường gập ghềnh đầy chông gai. Nhưng bạn ơi, tin tôi đi, phía cuối con đường bao giờ cũng là ánh sáng. Lựa chọn đường đi dù đúng, dù sai cũng là một phần trong hành trình trở thành người lớn của chính mình mà. Vậy nên khi đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, đừng bi quan mà hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình nhé. Tuổi 18 và ngã ba đường đầu đời. Người ta thường nói, đây là cái tuổi lớn thì chưa tới, mà nhỏ thì đã qua. Xung quanh quanh quẩn chỉ có trường, nhà trường mà thôi. Làm gì cần phải bận tâm đến những chuyện khác nữa. Nhưng ít ai biết được rằng, những đứa trẻ sắp trưởng thành ấy cũng sẽ phải đối mặt với ngã ba đường đầu tiên trong cuộc đời. Ngã ba đường dẫn tới tương lai sau này. Chọn trường đại học nào, học ngành gì, liệu con đường mình đam mê có đem lại thành công cho mình trong tương lai không? Vô vàn những thắc mắc mà những đứa trẻ đang tập lớn chẳng thể tâm sự cùng ai. Có lẽ không phải không có người tâm sự cùng, mà bởi vì ngay cả chính bản thân mình muốn gì, thích gì, đam mê gì cũng chẳng thể xác định rõ. Nhưng các bạn cũng đừng vội lo lắng. Ai mà chẳng có ước mơ riêng của mình. Còn nếu bạn nói bạn không có ước mơ ư, đó có lẽ là do bạn chưa dành nhiều thời gian để tìm hiểu chính bản thân mình mà thôi. Đứng trước ngã ba đường đầu tiên của cuộc đời, ở cái tuổi 18 này, vượt qua nó vừa dễ mà cũng vừa khó. Dễ là bởi nếu bạn đã xác định được đam mê và con đường đi riêng cho chính mình, thì cứ thế mà tiến đến thôi. Tuổi trẻ mà, nhiệt huyết, sức trẻ và thời gian là những vũ khí quan trọng nhất để giúp bạn vững bước trên con đường đời phía trước. Đôi khi ngã ba ấy cũng là sự lựa chọn khó khăn. Học toán là mơ ước của bố, thanh hoa là ước mơ của mẹ, nhưng y học mới thật sự là điều con mơ ước. Câu nói này trong phim khiến tôi nhớ đến ngã ba đường của tuổi 18. Đã bao giờ bạn phải lựa chọn giữa niềm ao ước của bố mẹ và đam mê của chính mình chưa? Thật ra những bậc làm cha làm mẹ ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con mình. Trải qua những khó khăn, vất vả, những vấp ngã trong suốt cuộc đời cũng chỉ để dành cho con, hướng đến con. Nhưng với tụi trẻ bây giờ, đôi khi chính sự bao bọc và trở che của bố mẹ khiến chúng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Khi những mâu thuẫn giữa các thế hệ càng nhiều, khoảng cách giữa bố mẹ và con cái sẽ càng nới rộng ra. Vì thế, lắng nghe và thấu hiểu sẽ là cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn này. Hãy dành thời gian để có thể hiểu nhau hơn. Bố mẹ nên dành thời gian để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của con trẻ. Và tụi trẻ cũng nên dành thời gian để chứng minh và thuyết phục người lớn rằng sự lựa chọn đường đi của chính mình là đúng. Tuổi 22 và ngã ba đường. Tạm biệt tuổi 18 đầy mộng mơ, chúng ta lại bước đến ngã ba đường tiếp theo trên hành trình trở thành người lớn. Ngã ba đường ở tuổi 22. Qua rồi cái tuổi 18 đôi mươi nông nổi nhiệt huyết, chúng ta như
những người trẻ của tuổi 22 đang chênh vênh giữa trường học, trường đời và cảm thấy lạc lõng trên chính con đường mình đang đi. Đây có lẽ là giai đoạn vừa lo con chữ, vừa lo đồng tiền của không ít bạn trẻ hiện nay. Những áp lực từ đủ mọi phía đè nặng lên chúng ta, áp lực ra trường, tìm việc, áp lực từ cuộc sống. Những khát vọng của tuổi trẻ phải tạm gác lại, thay vào đó là những công việc thực tế cần làm hàng ngày để giúp bạn có thể tồn tại sau khi ra trường. Rồi một lần nữa, vô vàn những câu hỏi vô định hiện lên. Mình thích cái gì? Mình nên làm gì? Hay cứ chọn đại một công việc theo ngành đang học? Nhưng mình không thích công việc ấy thì sao? Còn đam mê của mình thì sao? Thấy bạn bè đồng lứa có chút thành công, chúng ta lại buồn chồn, lo lắng, cứ thế buồn, cứ thế chán, rồi lại thất vọng về chính bản thân mình. Tuổi 22, khoảng thời gian đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của mỗi người, là khoảng thời gian mà bạn bè mỗi đứa một nơi, là sự chia ly của những mối tình từ sinh viên, là những cuộc hẹn chớp nhoáng với đồng nghiệp tưởng như là thân. Tuổi 22 lại đi ăn một mình, đi cà phê một mình, đi dạo phố một mình. Ừ thì cũng có lúc có bạn, nhưng có những chuyện chẳng biết tâm sự với ai, cứ thế im lặng rồi lại mỉm cười cho qua chuyện mà thôi. Cái cảm giác chênh vênh, những nỗi sợ, sự cô đơn của tuổi 22 khiến chúng ta quên đi những gì mình đang có trong tay. Tuổi 22 chúng ta có thể chưa có nhiều thứ, nhưng chúng ta đã có trong tay 22 năm tuổi đời. Đã đến lúc nhìn lại chính mình và tất cả mọi thứ xung quanh. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà hãy trách bản thân mình đã lãng phí thời gian như thế nào. Hãy cho mình khoảng thời gian để tĩnh lặng, để suy ngẫm về quá khứ, hiện tại và tương lai, để nhìn ra đâu là đích đến cho cuộc sống của mình, đâu là thứ mình thực sự đam mê, hứng thú, và mỗi ngày mình có thể làm gì để khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy hoàn thiện bản thân từng bước một. Phải vấp ngã mới có thể trưởng thành. Tuổi 22, bạn vẫn có cơ hội để sửa những sai lầm của chính mình mà. Hãy đặt niềm tin vào chính mình và bước tiếp trên con đường mình đang đi. Tất cả sự lựa chọn của bạn ở tuổi 22 ngày hôm nay sẽ xây dựng nên chính bạn trong những năm sắp tới. Đừng để tuổi 22 của mình trở nên lãng phí. Tuổi 25 và lại là ngã ba đường. Người ta thường nói tuổi 25 là cái độ tuổi thật đáng ghen tị. Hội tuổi trẻ thì nghĩ rằng chúng ta đã là người lớn, còn những người đã trưởng thành thì cho rằng chúng ta đang ở trong cái độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Nhưng ít ai thấu rằng tuổi 25 cũng thật lắm chênh vênh, cũng thật lắm những nỗi lo. Tuổi 25, bạn có đang tìm được công việc ưng ý hay vẫn đang chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền qua ngày? Tuổi 25, bạn có đang làm công việc mình yêu thích hay chỉ đơn thuần là một công việc để tồn tại? Tuổi 25, bạn đã tìm được một nửa yêu thương chưa hay vẫn đang cô đơn lẻ bóng? Tuổi 25, có khi nào bạn thấy tuổi già đã ập tới? Tuổi 25, bạn đã làm được gì cho bản thân, gia đình và bố mẹ rồi? Tuổi 25, chúng ta không ngừng đặt ra những câu hỏi cho bản thân. Tuổi 25, thời gian rời xa giảng đường đại học đầy nắng gió cũng chưa lâu. Thời gian chập chững những bước đi vào cuộc đời cũng chưa thực sự nhiều. Thế giới ngoài kia thì muôn hình vạn trạng, còn chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ bé. Nhưng chúng ta cứ để dòng đời cuốn đi, cố gắng chờ đợi một cánh tay đưa ra để nắm lấy mình. Những tranh danh đầu đời ai mà chẳng có. Nhưng dù sau cùng chúng ta nhận ra rằng chẳng ai có thể kéo chúng ta ra khỏi những lênh đênh nhọc nhằn ngoài chính mình cả. Hãy đứng dậy và chiến đấu, bởi đó là quy luật của tự nhiên, là vòng xoáy của cuộc đời, là những thử thách mà cuộc sống ban tặng để chúng ta có thể trưởng thành. Nhưng sẽ chẳng có ai có thể lặp lại cuộc đời một lần nữa, cho nên hãy sống trọn vẹn những khoảnh khắc của tuổi trẻ. Rồi một ngày, sự tranh bênh của tuổi 18, tuổi 22 và cả tuổi 25 này nữa sẽ chỉ còn là những hoài niệm mà thôi. Trong tương lai sẽ có rất nhiều và rất nhiều những ngã ba đường, những sự tranh vinh khác mà chúng ta phải đối mặt. Mỗi hành trình đi qua, chúng ta có thể tích lũy thêm những bài học mới, những kỹ năng mới, gặp thêm những người bạn mới, tạo dựng nên những mối quan hệ mới. Những ngã ba đường, dù trải đầy hoa hồng hay chỉ chít gai nhọn, khi đi qua sẽ là những kỷ niệm hoài niệm thật đẹp của tuổi trẻ, mà khi nhắm mắt nhìn lại, chúng mình có thể mỉm cười và nói rằng tôi đã có một thời thanh xuân thật đẹp.
mà tôi